Our Slayer Lane tower is under attack. The Phoenix. My bullets hurt. You have been defeated. Enemy double kill. You have ally has been defeated. My bullets hurt. Blade of blow. First blood. You can't escape me. End it, me. An enemy has been defeated. My An ally has been defeated. Bloodbath. Sorry, I'm in a hurry. I'll double kill. Somebody. Yeah. Kane. Holy Dragon has been defeated. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill. An enemy has been defeated. Onslaught. Double kill! An ally has been defeated! Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng được khoảng Lavi. Với Lavi thì là một vị tướng xạ thủ. Ở giai đoạn phía sau thì khá là khỏe, nhưng mà giai đoạn đầu thì đang khá là yếu nhá. Thì ở trận đấu này mình đối đầu bên kia là hai giáp tết, cũng là một vị tướng khó chịu, có sức sát thương trị cả vị tướng tánh cấp tốt. Ê, pha này thì hình như đó là có kẻ cắp, có kẻ cắp. Đây. Hello bạn, cái này thì cướp này, 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 lên bảng điểm số này. Thì lý do vì sao gọi là mình đi thẳng một mạch đó là vào khu vực bùa đỏ, bởi vì không thấy tầm nhìn của kến của tém địch đấu nữa anh em ạ. Lên là thương ấy, kến nó sẽ hay sát cướp bùa, nên là đoán thôi, những tình huống đó thì đoán thôi, và vào thì bắt luôn. Và bây giờ thì chốt nhẹ gọi là kến 10 mạng. Đấy, cầm lá ví xạ thủ mà gọi là chốt kến anh em ạ. Thực tế thì mình thì chắc chắn là không thể đi săn kến được, nhưng mà kến lao vào vì tưởng này thì mình không sợ nhá. Cầm lá ví thì mình chưa bao giờ sợ kến cả. Những chất tướng này thì anh em sẽ không sợ kến này. Đầu tiên phải nhắc đến đó là Stua. Stua là một vị tướng không sợ kế. Thứ hai nữa là hai giáp tế để bắt được cũng khó. Và thứ ba nữa là lá ví. Natalia tem địch bảo gãy. Vì lý do vì sao mình nói đây đây, pha này kến bắt này, mình bật đó là chiều hai khiến phản tốc này. Đấy, quay trở lại chơi luôn đấy. Có Ngô Khống rồi là đây. Choáng băng đó là cái đàn thân quáng này, và lên bảng điểm số. Thì lý do vì sao đó là mình nói là không sợ kến. Nói không sợ kến thì không phải, nhưng mà so với các vị tướng xa thủ khác như kiểu Zon hay là Theo Nát thì Lao Ví là một lựa chọn khá là tốt. Bởi vì chiều hai khiến phản tốc của Lao Ví thì có khả năng né được củ choáng đến tư vị trí của kến này, nên là anh em có thể là bắn cái đàn thân quáng làm choáng giống như hồi nãy ấy, nên là sẽ không sợ cho lắm. Rồi, pha này thì hiện tại bây giờ thì Zephyr của tém đi không kích, chắc là mình cũng phải tốc biến bỏ chạy thôi. Tưởng là bắt kến của tém bên bàn, nhưng mà kến của tém địch lui về rồi, nên là mình cũng sẽ gọi là lui về luôn, khi mà lượng máu của mình khá là thấp. Thì trong cái clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là Lavi. Gãy chạy chí. Thì tình huống đó thì tất nhiên là phải chạy rồi, không chạy không được anh em ạ. Tất nhiên thì một vị tướng xa thủ thì khi mà kến của tém địch sánh rồi á thì nó vẫn bắt được mình nhá, nhưng mà tỷ lệ bắt thì cũng sẽ khó hơn một tí, đặc biệt khi mình có giáp hồ mệnh, liêm đột mệnh và cúng ta má rồi. Chỉ cần kến không sóc đám được phạt là mình quay trở lại áo nháy kến liền. Đó là lý do vì sao mình từ tín gọi là chốt kến, để kến nó lao vào bắt mình. Chốt kến không phải là để đó là
mình đuổi theo kến để bắt, chắc chắn thì một xạ thủ mà đuổi theo đó là xạ thủ thì đặc biệt là xạ thủ tàng hình là thì không được. Nhưng mà chốt kến để gọi là kến nó lao vào bắt mình và mình quay trở lại xả đám. Ui, tưởng là cái Zephyr đó là núp, đó là ở bụi cỏ đó, biến về thì mình sử dụng đàn thân quang nhưng mà không chuẩn rồi. Nói chung đàn thân quang thì đoán thôi, nhưng phá đỏ thì đoán từ xa đây anh em ạ. Về phần chiêu thức của Lavi thì cũng khá là đơn giản, chiêu thức thứ nhất anh em kích hoạt thì sẽ bắn ra một mục tiêu chính và hai mục tiêu đó là cành bếp. Chiêu thức thứ hai thì bất khiến phản tốc thì giúp anh em né được, đó là khống chế bên cạnh đó thì giúp tăng tốc độ di chuyển. Còn chiêu cuối đàn thân quang thì anh em bắn ra một cái viên đàn trúng đó là mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương và làm choáng và khoảng, nói chung cái khoảng cách thời gian làm choáng đó là lâu hay chậm thì phụ thuộc vào đó là khoảng cách anh em bắn càng xa thì thời gian làm choáng càng lâu nhá. Thì đó là về chất tưởng Lavi thôi. Và mỗi đòn đánh thương của Lavi thì sẽ tích lũy tầng và đủ 3 tầng thì giúp đó là Lavi bắn ra đó là nhiều viên đạn nữa. Rồi, pha này thì ui, lỗi rồi, tình huống này mình lỗi rồi anh em ạ. Tưởng là bắn cái đàn thân quáng để choáng vào hay giơ tế của tay bên bàn ấy, nhưng mà cái đàn thân quáng của mình bắn trật mất rồi. Bắn lại thì không bắn, lại bắn lao lên anh em ạ. Khi mà kiểu hay giơ tế nó xoáy cái bảo phi tiêu thì nó vừa xoáy vừa di chuyển ấy, làm mình bắn cái đàn thân quáng ráp và trật luôn. Và mình chát đó là cho SP lên cái mặt nhá. Hơi lỗ thế rồi, khi mà tay bên bàn lấy được cái trù ở khu đường rông tay bên mình. Sau đó thì mình cũng lỗi đó, lên hơi cao và bị gọi là tém đi kẹp góc và bắt. Và cú đàn thân quang thì trật mất khi mà hai giờ tế tém đè bàn thì sử dụng bảo phi tiêu kết hợp thêm người thánh tẩy nữa. Và làm quả tâm cái đàn thân quang không dính. Rồi bây giờ thì sẽ lấy luôn đó là cái trù này, hiện tại thì cũng hết lính. Chắc là phải chờ đam lính tiếp theo thôi. Quang chiếu đến từ hẹt vế của tím bên mình, và này thì cẩn thận một tí nhá. Do hiện tại thì tay bên bàn lao lên thì mình cũng sẽ chơi luôn này. Ok, chơi luôn này, quất luôn này, chơi luôn, quất luôn này. Và được cái màn chấm dứt của xạ thủ tay bên bàn, nhưng mà một phát trao đổi lỗ rồi. Một đổi ba anh em ạ. Isa tay mình thì bảo nó 7 rồi, Ngô Khống thì cũng lên bảng điểm số. Natalia thì chát gọi là suốt tiếp. Bình tĩnh bạn ơi, chờ mình có đồ tí đã. Hiện tại thì bây giờ mình bắn cuộc chất lực ấy, tầm khoảng 3 đô kìa. Lavi có 2 đô chỉ mạng, rồi thêm 1 đô xuyên giáp hoặc là thêm cái cúng ta má nữa là ok. Thì khi đó lực bắn sẽ cực kỳ là đau. Còn bây giờ thì cứ bình tĩnh từ từ. Thế trận hiện tại thì đang hơi thò tí đây. Bật khiến phản tốc lên này, bắt này, này thì bắt này, này thì bắt này, này thì bắt này, này thì bắt này. Quan trọng nhất là anh em bật được cái khiến phản tốc nhá. Còn nếu mà anh em không bật được khiến phản tốc là anh em sẽ không ăn lại. Đó là kến của tem bên bàn đó. Tí nữa mình có cúng ta má rồi, có giáp hồ mình rồi, có liêm đặt mình thì gần như nó là không hề sợ đó là kến nữa. Bởi vì kến thì phải sốc đám được, còn không sốc đám được thì mình quay trở lại mình bật cái cúng ta má lên là áo nhảy kến liền á. Rồi bây giờ thì sẽ bắt Freita này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Rồi pha này thì Freita lên bảng điểm số. Càng về sáu thì Lavi càng khỏe ngắm, đầu trận anh em thấy bắn chưa ra đám lắm, nhưng mà càng về sáu càng khỏe đấy. Bật khiến phản tốc lên này, đàn thân quang lần này thì không trật vào đâu được này, và lên bảng điểm số đến từ vị trí của rừng tem bên bàn. Siêu việt nhẹ nhàng, có thêm đó là cú búa sánh nữa, quả là tuyệt vời luôn. Về cách chơi của Lavi thì anh em có thể là bắn thương để tích lũy được cái bá tầng ấy. Anh em thấy thì phía trên thanh máu có thanh lever, và thanh lever thì có đó là cái tầng ấy. Anh em tích lũy được tầng đủ 3 tầng thì giúp anh em gọi là bắn ra đó là nhiều viên đạn. Đó, đơn giản là như vậy thôi anh em ạ. Rồi kết hợp đó là chiêu hái sử dụng một cách hợp lý, và đàn thân quang như thế này thì có thể hỗ trợ tím tư xá. Ui, không dính vào đó là vị trí của kến, bởi vì kến lên bảng điểm số rồi, nhưng mà dính vào đó là Preta, và chào nhẹ đó là Preta của tém địch tí.
Một phá đàn thân quáng. Bản đàn thân quáng mất choảng tâm xá như vậy thì quả là dễ dàng dành cho team mình thôi. Cú đàn thân quáng thì có thể hỗ trợ tém địch tự tém cho mình từ xá rất tốt nhé. Rồi, hiện tại thì chắc là sẽ lấy luôn đó là cây trụ này anh em ạ. Lấy luôn đó là một đường lính siêu cấp. Rồi, kến của tém địch lao ra này. Phần này thì xả ra thương, này thì kến lên bảng điểm số này. Rồi, Praita này, đàn thân quáng dính này. Praita này thì gãy với chúng tôi này. Chưa nhá. Rồi, nhân tiền thì cướp luôn đó là con búa sánh của rừng tém địch. Zephyr mà mất búa sánh thì cũng sẽ hơi khó chơi ấy. Ui, pha này Zephyr nó khép góc mình rồi. Ui, Natalia, mình tưởng mỗi mình Zephyr thôi xấu nên thế này thì toang rồi. Tưởng mỗi mình Zephyr thì mình đi quanh đường này ai dây là hai người luôn anh em ạ. Hai người khép góc, bánh mì kẹp thịt rồi thì toang. Hơi thám đó là con quái tí, mình chạy về luôn thì ăn ngon rồi. Không ngờ là hai người của tém địch đuổi luôn. Rồi Amelie tém mình thì cũng đã phải lên bảng điểm số. Nhưng mà Natalia tém bên bàn và Zephyr thì đang bị kẹp góc. Ui Zephyr cấn luôn đó là Chrissy tém bên mình. Tưởng là lời ái dè là lỗ rồi anh em ạ. Một phát trao đổi lỗ thế. Về trang bị thì mình vẫn đóng nó ra trang bị đó là dây du mục, thành kiếm, sóng đáo bảo táp, cúng ta má, diệt thân cúng và giáp hồ mệnh. Build đồ này thì theo thiên hướng gọi là chỉ màng và xuyên giáp tốt đấy. Đây pha này solo kill vừa luôn này. Bật khiến phản tốc mình có cúng ta má rồi mà. Đây bật cúng ta má lên đó là chơi luôn này. Có mà chạy lên quần rồi. Phù hiệu thì phù hiệu tính lính này, gây thêm sát thương nữa và tiền đó là kến lên bảng điểm số. Anh em thấy thì solo mình không sợ kến đâu. Xíu nữa có thêm đó là giáp hồ mệnh và liêm đoạt mệnh nữa thì lại càng khó dành cho kến khi bắt mình. Nhưng mà chiêu hai anh em phải bất hợp lý nhá. Chiêu hai anh em mà bắt không hợp lý phạt là nó sốc đam anh em luôn ấy. Rồi pha này đàn thân quáng ôi dính rồi nè. Chơi được chơi được. Chơi luôn này, càng đóng thì càng vui, càng đóng càng vui, càng đóng càng vui, càng đóng càng vui. Một người lên bảng điểm số, hai người lên bảng điểm số, ba người lên bảng điểm số. Là vì thì không những bắn được rồi đó, một mục tiêu mà bắn nhiều mục tiêu này anh em á, xả đám nhiều mục tiêu luôn. Càng về sau thì láo ví đó là càng khỏe. Về phần đó là phù hiệu thì mình nói rồi, đó là phù hiệu tính lính để giúp đó là láo ví sẽ đó là khỏe hơn. Còn về bảng ngọc thì sẽ sử dụng đó là bảng ngọc sát thương chỉ màng nhé. Ngọc đỏ tỷ lệ chỉ màng và sát thương chỉ màng, ngọc tím 7 viên tốc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc sánh cống vật lý và xuyên giáp. Bây giờ thì có lợi thế rồi, tầm này thì mình cũng không sợ kến của tém bên địch nữa. Có cúng ta má rồi á. Rồi bây giờ sẽ lấy luôn rồi là cái trụ này này. Hẹp luôn anh em ạ. Rồi pha này thì chơi luôn này. Hay quá. Xả ra thướng này, xả ra thướng. Một người lên bảng điểm số này. Lui lại một tí này. Đàn thân quáng này, dính này. Tốc biển chơi luôn. Hai người lên bảng điểm số chơi luôn. Ba người lên bảng điểm số. Anh em thấy ok không? Quá ok luôn đó. Rồi kín của tém đi đâu rồi? Ủi kín của tém bên DK lại lên bảng điểm số luôn rồi. Và bây giờ thì chắc chắn là tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Sau khi gọi là tém bên mình hắn được phải là 1, 2, 3, 4, 5 người của tém bên bàn rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.